Ngày 24 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo cán bộ công chức làm công tác văn phòng, các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, tập thể lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, đại diện Thường trực các huyện ủy Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo và chuyên viên làm công tác tham mưu tổng hợp hành chính, văn thư lưu trữ. Tại hội nghị báo cáo viên của công an tỉnh đã thông tin một số tình hình liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước và kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở địa phương trong thời gian qua, phổ biến quán triệt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trình bày những nội dung cơ bản của luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành những nguy cơ có thể dẫn đến lộ, mất bí mật nhà nước và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng ngừa, xử lý các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước, đồng thời giải đáp những kiến nghị thắc mắc trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh: Bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan Đảng, nhà nước trong tỉnh luôn được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Nhiều giải pháp quan trọng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước được triển khai thực hiện. Công tác phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu hoạt động thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch được thực hiện ngày càng có hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung đã được tập huấn, ban hành quyết định phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước tại bộ phận văn phòng hoặc đơn vị hành chính tổng hợp theo quy định, quản lý sử dụng tài liệu mật chặt chẽ, hiệu quả người đứng đầu các cơ quan đơn vị, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp trước thường trực ban thường vụ tỉnh ủy. Đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp với ban nội chính tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị có liên quan theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan đảng thuộc Đảng bộ tỉnh ban nội chính tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy công an tỉnh để tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan đảng mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh cấp huyện để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh